Trang Trần bị phạt 7,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng phạt Trang Trần 7,5 triệu đồng với kết luận cô phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Đức Thọ, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cựu người mẫu vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo nghị định số 15 của Chính phủ. Trang Trần được yêu cầu rà soát, gỡ bỏ các video có từ ngữ tục tĩu. Cô đã nộp phạt. Ông Thọ nói, việc livestream đăng các video có ngôn từ, hình ảnh phản cảm, không chuẩn mực đã ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và môi trường văn hóa trên không gian mạng, trực tiếp tác động xấu cho người xem. Chiều ngày 27 tháng 10, Trang Trần có buổi làm việc với cơ quan chức năng về chủ kênh YouTube Trang Khàn phát ngôn với lời lẽ phản cảm. Vài tháng qua, khi một doanh nhân lên tiếng yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tiền từ thiện, Trang Trần nhiều lần phản pháo. Nữ doanh nhân này đã gửi đơn đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu xử lý hành vi bị làm nhục, vu khống, đe dọa trên mạng xã hội liên quan đến video trên kênh riêng của cựu người mẫu. Hồi 2015, Trang Trần từng bị phạt 9 tháng tù treo về hành vi chống người thi hành công vụ tại Hà Nội. Cô là người mẫu tự do và diễn viên, từng gây chú ý với vai phụ trong phim Hương Ga 2014. Cô ít khi trình diễn catwalk mà chỉ tham gia một vài show diễn của nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết. Hiện, cô bán hàng online và kinh doanh quán ăn.